Cô chào các học sinh khối lớp 2 trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay cô xin giới thiệu với các bạn một bài mới, đó là bài 1/5. Trước khi bắt đầu bài học mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Bài 1 tính nhẩm. Các bạn sẽ đọc phép tính và kết quả cho ba mẹ mình nghe. Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Mời các bạn qua bài 2. Đã tô màu 1/4 hình nào? Mời các bạn chọn đáp án đúng. Đáp án của cô là hình B. Cô và các bạn vừa ôn lại những kiến thức cũ. Và bây giờ cô mời các bạn sẽ theo dõi tiếp bài học ngày hôm nay là gì nhé. Toán 1/5. Để bắt đầu bài học, cô mời các bạn mở sách giáo khoa Toán 2 trang 122. Bây giờ cô và các bạn cùng bắt đầu bài học nào. Cô có một hình vuông. Hình vuông được chia thành 5 phần bằng nhau. Đã tô màu 1 phần. Vậy cô đã tô màu 1/5 hình vuông. Một phần năm viết là 1/5. Các em nhìn lên màn hình để xem cô hướng dẫn các em cách viết 1/5 nhé. Ta viết số 1, kẻ đường kẻ ngang. Viết số 5 bên dưới, sao cho số 5 thẳng hàng với số 1. Ta có 1/5. Các em đọc lại theo cô, 1/5. Để giúp các em nắm vững nội dung bài học, cô mời các em vào bài 1. Đã tô màu 1/5 hình nào? Cô mời các em quan sát. Ở bài tập này thì các em sẽ khoanh tròn vào hình đã được tô màu 1/5. Cô mời các em thực hiện. Mời các em sửa bài. Đáp án đúng đó là hình A, hình C và hình D. Bài học 1/5 của chúng ta đến đây là hết. Các em ở nhà nhớ học bài và làm bài đầy đủ và hạn chế ra đường để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình nhé. Chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.